Đi này ghé qua đây là sẽ tới khách sẽ có chỗ nhỉ. Sẽ này làm việc thiếu chuyên nghiệp quá, mai đủ việc. Ok. Ok, động đất à? Không phải, đấy là bọn anh đang đi lên. Ồ, cái màu nó lên đẹp lắm nha cả nhà. Wow. Ồ, nó ôm. À, vàng quá. À. Wow, sao cái màu của nó đậm ghê cả nhà ơi. Quà quyện với nhau, không biết nó sẽ làm sao nha. Ồ, hấp dẫn quá. Nó béo luôn á. Qua đây anh Bin thấy một trái nè, kê. Đây nè. Ồ, anh Bin bên em cũng có một đống luôn nè. Đâu? Ừ, đây, đây, đây quá trời luôn nè. Đúng rồi, đây, đây. Quá trời trái đỏ luôn nè anh Bin. Ồ. Quá trời luôn. Ồ, đố cả nhà biết trái này là trái gì nha. Trái này là nhiều tuổi thơ của những bạn lắm. Trời. Thì mình đang ở đâu sao kê? Mình đang ở một nơi không thể nào xác định được. Chỗ này rất đẹp nha. Rất đẹp là sao mà nó đẹp? Chỗ này có view sông được, có cây cối sông. Thì anh em mình đang ở một cái vị trí mà anh em mình mới xác định này nha cả nhà. Thì hôm nay thằng Sake nó hô là nó thèm mì cay á. Ủa, thèm mì tương đen. Thì mấy anh em mình mới đi kiếm chỗ này để mà đổi một cái vị trí lạ lạ cho cả nhà xem nha. Thì mấy anh em mình chuẩn bị sẽ đi mua mì với lại một vài cái món mà ăn linh tinh đó để mình múc ban cho cả nhà xem nha. Thì cả nhà cùng theo chân mấy anh em mình nha. Ủa gì vậy? Sake làm gì vậy? Nãy giờ đang nói chuyện với ông bà cô chú, sao không chào ông bà cô chú đi? Chào, con chào ông bà cô chú. À, đây nha cả nhà, thì mình chở bàn ghế quay video rồi phải kỳ công nha cả nhà. Thì mấy anh em mới vừa đi bắt cua xanh về, mấy anh em mình mua đồ xong xuôi rồi. Bây giờ cũng đi ra tới ngoài cái điểm đó thì mấy anh em mình sẽ dọn ra thôi. Chế biến tại ngoài đó luôn cả nhà ơi. Thì mấy anh em mình đang ngoài bên sông nè. Thì sân cơ nó đang quay cho mình cả nhà. Mình chở bàn với ghế với lại bếp ga nè, rồi mì. Hồi nãy mình chưa mua nước thôi, để lát nữa tới nơi nha cả nhà. Thì lấy bạn ơi, Sake thì mình có chuẩn bị một cái nồi với lại chai tương ớt với vài đôi đũa. Một cái bình ga nãy mình mới vừa đổi luôn cả nhà. Mình sẽ để cái gỗ này xuống dưới đất nha cả nhà. Ê, rớt chiếc đũa rồi Sake, rớt chiếc đũa rồi. Thì nãy mấy anh em mình có đi Bách Hóa Xanh á, anh em mình mua cái loại mì tương đen Bắc Kinh này ăn không có biết có ngon không nữa, nhưng mà mấy anh em mình mua 5 gói. Thì mình lúc trước mình có ăn cái loại mì tương đen của Hàn Quốc á, thì mình ăn được 2 loại nhưng mà mình cảm giác nó không có hợp khẩu vị của mình đó cả nhà. Nên mình không có mua. Thì cái loại đó đây, dưới đây, hai loại này là mình không có mua, tại vì mình thấy giá tiền nó cũng cao với lại mình cảm giác ăn nó không có ngon cả nhà, nên mình thấy cái loại này lạ lạ nè. Mình mua thử cái loại này ăn thử nha cả nhà. Đây, mì tương đen Bắc Kinh. Wow. Chứ bên em mấy anh em mình có mua một thêm một dĩa trứng gà để chiên ăn cho nó hấp dẫn nha cả nhà. Một bịch xúc xích nữa nè. Một bịch xúc xích này hình như mấy cây đây? 10 cây cả nhà. Wow. Giờ thì bắt nước lên rồi mình nấu mì cho cả nhà. Đây, bỏ mì vô. Mấy anh em mình sẽ bỏ hết vô luôn để nước sôi, mấy anh em mình sẽ vớt thôi nha cả nhà. Mình có bỏ dụng mì vô không? Bỏ dụng mì vô luôn. Bỏ dụng mì luôn, lát mình vớt ra sẽ lên. Mình sẽ chừa lại mấy cái gói bột này, lát nữa mình sẽ trộn nha cả nhà. Rồi. Gói này. Còn hai gói nữa. Phải bảo vệ môi trường. Đưa bảo vệ môi trường này giữ cho ta. Cái gì? Trộn cho nó. Anh em mình bỏ vô thì cuối cùng nó cũng sôi nha cả nhà. Nhưng mà không biết sao hồi nãy mấy anh em mình xé cái gói mì ra là tự nhiên thấy nó bị bởi nha cả nhà. Đây, mì của mấy anh em mình nè. 5 gói mình thấy cũng nhiều quá, chắc hai anh em mình, ba anh em mình ăn không đủ đâu cả nhà. Ủa, ba anh em mình ăn chắc dư cả nhà, nhiều lắm. Giờ mình sẽ chắc một tí xíu nước thôi nha, xong rồi mình sẽ bỏ mấy cái gói gia vị ra, mình trộn trong đây luôn, rồi mình sẽ đổ ra cái tàu lá chuối thôi, rồi bắt đầu chiên xúc xích với trứng để lên đó là múc ban nha cả nhà ơi. Đây, giờ mình chắc nước ra ngoài nha. Đây, chắc nước ra để mình trộn nó sẽ ok. Xé gia vị bỏ vô sao kìa. Anh Bình có xé gói dao không? Ngồi xuống, xé gói dao bỏ vô. Đây, cái gói này là gói dầu nè cả nhà. Mình sẽ cho tầm khoảng chừng 3 gói dầu thôi nha, rồi cả nhà.
Ồ, quá giàu đây. Mì mình nó sệt lại. Cho mì mình nó tơi cả nhà. Đây, xé cái gói gì vậy nha cả nhà. Nè. Đây. Cái gói này mình sẽ phủ đều nha cả nhà. Cái gói gì vậy Bắc Kinh này nó có, cảm giác như nó có mùi thuốc bắc đó cả nhà. À không phải, mình nghe mùi lộn. Đi đưa mấy gói đen lên cho anh Bin coi sao cơ. Thì em nhận thấy lần đầu tiên đổ vô thì nó không được rồi. Bấm vô luôn bọn. Ủa sao năm bịch mà có 3 gói vậy? Dưới kia, dưới kia nữa, dưới. Mình sẽ bật bếp lên thêm một lần nữa nha. Nhưng mà mở lửa nhỏ thôi. Đây. Khuấy lên. Wow, đây. Đây cả nha. U, nó có màu đen nè, cái màu đen này màu đen đậm nha. Wow. Nó sạch sạch ngon quá. Để mình chọn cho nó đều lên nha. Đây này, ghét qua đây nè, sao kê cắt sao có một chỗ vậy. Sao kê này làm việc thiếu chuyên nghiệp quá, mai đủ việc. Ok. Ơ kìa, động đất à, không phải, đây là một anh đang đi lên. Mày sáng rồi. Ồ, cái màu nó lên đẹp lắm nha cả nhà. Cái màu lên rất là đẹp luôn nha. Wow. Ồ, nó thơm. Thơm mùi Bắc Kinh. Thơm mùi Bắc Kiệt. Cho hết gì vậy vô chưa? Lấy cái bịch đường cho anh Bin coi sao kìa. Đổ vô luôn. Cho miếng thôi. Kẻ điều quá. Ít rồi. Cái này mình sẽ cho tí xíu đường cho nha cả nhà. Phủ điều, phủ điều, phủ điều. Cho cây ăn cay được không? Không. Cho miếng cay vô hả? Ờ, cho miếng cay vô đi. Đây, trộn đều nha cả nhà. Ủa mà cái nào là cay vậy? Thôi được rồi, được rồi. Nó là hấp dẫn. Thì của mình xong rồi nha cả nhà. Giờ mình sẽ đổ cái này ra để mình rửa cái nồi lại. Bắt đầu mình sẽ chiên trứng với lại xúc xích nha. Wow, sao cái màu của nó đậm ghê cả nhà ơi. Wow. Mấy anh em mình để có một tí xíu nước trong tổng là có lý do hết nha cả nhà. Rồi để cho mấy anh em của mình sẽ bỏ đường vô rồi làm ra nó sẽ hấp dẫn hơn nha cả nhà. Thì mình sẽ bỏ vô hết luôn để mình chiên nha cả nhà. Cái nồi nãy mình mới rửa sơ lại cả nhà. Wow. Đây xúc xích của mình nha. Mình chiên tầm 10 cây thôi nha cả nhà. Giang quá. À. Wow. Nó tét ra luôn à. Cái này kiểu đó 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 nghe tiếng cả nhà. Cái này kiểu đúng chất là giả chiến luôn cả nhà. Thì cuối cùng cái món ăn của mình cũng xong xuôi hết nha cả nhà. Ngồi giữa một cái khung cảnh là giống như nó ở trong rừng á cả nhà. Thì mấy anh em mình mời cả nhà ăn dùng bữa với mấy anh em mình nha. Thì bây giờ cũng là đang là 2-3 giờ chiều cả nhà. Nè, đũa nè ăn sao kìa. Thì mời cả nhà ăn với anh em mình nha. Đây có trứng nè, trứng hồi nãy mình chiên nó bị tạch rồi cả nhà nên mình không có quay cái khúc mà mình chiên trứng. Thì có cái xúc xích và mì rồi cái lá chuối. Thì mời cả nhà dùng bữa với anh em mình nha. Mời cả nhà ăn thôi. Xoài. Cho bà cái tay này để bị thuận rồi không ăn được rồi. Sao kìa, để tay ngoài luôn hả? Để tay ngoài, em để tay ngoài dễ ăn. Thì để tay ngoài đúng không à? Đúng mà. Rồi ăn đi. Mời ông bà cô chú ăn. Mời ông bà cô chú. Mời cái nhạn với anh em mình nha. Wow. Nó kiểu như nó thơm thơm cái mùi hơi đất nắng. Đắng không? Không đắng hả? Mà cô chú ăn cũng được đó nha. Đây thì mời cả nhà cái xúc xích với anh em mình nha. Ngon quá. Béo quá. Béo hả? Béo quá. Béo. Đây cái phần này cái phần trứng nè. Trứng với mì nè cả nhà. Trứng với mì mà nó hòa quyện với nhau không biết nó sẽ làm sao nha. Đây. Ủa hấp dẫn quá. Ừ.
béo. Nó béo ghê luôn á. Quá béo. Ở đây là hướng chính nè. Thì mình mua quất quá xanh đó nha cả nhà. Thôi là hồi nãy mình bỏ cái gói bột đen mình bỏ vừa đủ nha. Tại vì cơ bản là cái kiểu cái bột này mình thấy cảm giác nó sẽ có gì hơi thiên nhiệt hơi nhẫn nhẫn tí xíu nha, nó sẽ hơi đắng. Nên cả nhà sẽ bỏ tí xíu đường vô mình cảm giác ăn nó sẽ ngon nha. Lần đầu tiên mà mấy anh em mình ăn cái view này đúng cả nhà. Ủa nó bốc khói nè cả nhà. Cái nhà thấy nó bốc khói không? Đã. Sao cảm nhận gì cái mì này sao kìa? Cái mì đó mình thấy nó ngô đắng nhẫn nhẫn nó... Ủa sao mà giống như mày nói lại lời của tao nãy quá vậy? Không, em thấy sao em nói vậy anh Bình? Rồi sao nữa? Nó sao cũng không biết nữa. Là sao? Là review dữ chưa? Review dữ đó hả? Sao cơ ngồm bên không có thể nào mà gấp luôn. Được không? Được. Cái trứng này mình cứ tưởng tượng như là nó là mình chiên nó bể bể nó còn sống sống như này cả nhà. Y chang là một cái loại cheese đó, là cái phô mai á, mình để lên trên cái trứng này nè. Nó hòa quyện vô cảm giác ăn nó rất là béo luôn á. Đây. Này cả nhà. Wow. Béo khỏi phải nói luôn cả nhà. Béo. Xúc xích nè. Đây, cho cái mì này vô chung với một tí xíu xúc xích nè. Đó. Mì này cảm giác như nó cái cọng nó cũng bự cả nha. Nó không có kiểu như là nó quá mềm nha, vẫn còn dai dai. Bữa nay cho coi đó cả nhà, nó hô là nó anh Bin ơi em thèm mì tướng đen quá, anh Bin làm mì tướng đen cho em ăn đi. Thì hôm nay mình sẽ làm 5 gói, mình sẽ ăn cỡ hồi nãy giờ chắc cỡ 5 đũa cả nhà. Thì bây giờ mình xin phép mình ngưng nha, để cho cơ nó ăn hết nha cả nhà. Mình xin phép mình ra ngoài nha. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Mà em ăn không hết 5 gói đâu. Hết không? Không. Rồi không hết vậy thôi, lại ăn 5 đũa nữa rồi đi. Thì cảm giác như nếu mà ăn cái mì tương đen này cả nhà. Mấy anh em mình hả? Ủa nó không? Miệng đứa nào đứa nấy cả nhà, giống như sao ta? Nó dính đen thù lùi hết. Mời cả nhà các bạn uống nước của mình. Nói lớn lên, nói mời cả nhà uống nước cùng mình nha. Nói vậy đó. Hiểu vì vậy. Dạ khác đứa là đã luôn.
Quá đã. Nhiều phố không bà? 7 hả? 7. Cái trứng này nãy mình chiên nó hơi cháy cháy nha, nên nó sẽ có cái mùi xém cạnh, nó ăn nó đã đã. Ăn một đũa là muốn thêm ăn, ăn thêm một đũa nữa. Chụp rồi. Lần đầu mình mới ăn vậy luôn rồi. Lần đầu ăn với cái feel giống như là kiểu ngoài rừng hả? Đúng rồi. Cái nó thơm mộng. Ồ, có tiếng chim hót luôn cả nhà. Mình quay video cho cả nhà chủ yếu là vui để có video mà chia sẻ tới cả nhà. Thì mình sẽ cố gắng cả nhà, mình đầu tư một cái mic hoặc là một cái trang bị nào đó để có thể đem những cái hình ảnh với những cái video mà có âm thanh chất lượng tới cả nhà hết mức có thể nha. Mấy anh em mình mà làm còn có nhiều sai sót á thì cả nhà xem mình xem vui vẻ thôi nha, bỏ qua cho mấy anh em mình nha. Thì mấy anh em mình cũng như làm cho vui á cả nhà, làm cũng không có phải là chuyên nghiệp như những người khác. Làm chủ yếu là để giữ lại kỷ niệm để mốt coi lại mọi người. Nhiều nha, thấy làm gói nhiều ghê cả nhà. Clip mọi người coi thấy đơn giản thôi chứ ở ngoài thì nó rất là vui nha. Ủa là sao? Là kiểu như mọi người coi trên đây mọi người thấy nó kiểu như đơn giản, kiểu như là chỉ là chiên ăn thôi, nhưng mà ở ngoài thì nó làm được công đoạn rất là cực và vui nha. Ngon nha. Sao cảm giác hả? Em thấy rất ngon, mà no quá bên đâu. Cái này mình làm quá hớp rồi nha. Chị hôm nay á, cái này mình muốn chia sẻ tới cả nhà một cái món này. Nó đơn giản ở nhà mà nó cũng không phải là quá là mắc tiền nữa. Tại vì rất là ít khi mà mấy anh em mình ăn mì tương đen nào này kia. Lâu lâu thấy người ta ăn ở trên video clip rồi á, nhìn thấy thèm thèm. Thì hôm nay làm ăn thử cả nhà. Ủa bây giờ no. Thì video của mình đến đây cũng dài rồi cả nhà. Thì mình sẽ tắt video và mình sẽ cho mấy em của mình vô ăn chung nữa nha cả nhà. Thì nếu cả nhà thấy video của mình hay á thì cho mình xin một like với một subscribe nha. Sao ta? Giờ lại nói cuối là cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Mọi người có những bình luận hay là những gì thắc mắc thì cứ để lại một phần comment ở dưới nha. Mình sẽ xem xét và làm theo những gì mà cả nhà muốn nha. Chẳng hạn như là một cái món ăn nào đó mà nó sao ta, nó đơn giản mà nó vừa túi tiền của anh em tụi mình đó, thì mấy anh em tụi mình sẽ cố gắng để làm và chia sẻ tới cả nhà nha. Thì mấy anh em của mình cũng kiểu như còn tuổi còn nhỏ cả nhà, nên không có phải có kinh phí nhiều để mà làm những cái clip mà nó tiền đồ ăn nó mấy triệu cả nhà. Làm là phải ăn hết để không đồ ăn nó bỏ rất là phí. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào một video clip sau nha. Yeah.